Sân vận động Gelora Daha Jayanti ở Kediri đang bước vào quá trình xây dựng khán đài tầng 3. Công việc xây dựng tiếp tục được đẩy nhanh. Hiện tại, khối lượng công việc đã đạt khoảng 55%. Công nhân đang làm việc ở bốn phía khán đài. Nhìn từ trên cao, kết cấu tầng 2 và tầng 3 của sân vận động cũng đã được kết nối rõ ràng. Song song với việc xây dựng khán đài, nhà thầu cũng đã bắt đầu thi công mặt sân, bao gồm hệ thống thoát nước. Giai đoạn 1 của dự án xây dựng sân vận động Gelora Daha Jayanti dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay với kinh phí 150 tỷ rupiah Indonesia. Trong khi đó, giai đoạn 2 sẽ hoàn thành trong năm 2024 với kinh phí 70 tỷ rupiah Indonesia. Gelora Daha Jayanti là sân vận động dành riêng cho bóng đá, với thiết kế khán đài một tầng và có đầy đủ mái che. Sức chứa của sân vận động này là 15.000 khán giả.